Xin mời quý vị và các bạn đến với bản tin của Thủ tôi ngày hôm nay. Một tin báo VN phát hiện thi thể là tân sinh viên mất tích. Một tin từ báo Tiền Phong, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo điều tra xử lý nghiêm các tập thể cá nhân vi phạm. Nga bắt đầu rút quân khỏi khu vực gần biên giới Ukraine Phương Tây thổi phồng về việc Nga sẽ tấn công toàn diện Ukraine Hàng vạn thanh niên lên đường nhập ngũ. Bắt khẩn cấp đối tượng giao cấu với bé gái. Một tin từ báo Quảng Ninh. Giả danh trung tướng quân đội lừa đảo tiền tỷ 180 đối tượng bị bắt tại các club có 115 đối tượng dự tính với ma túy. Phạt hành chính nhóm đối tượng tuyên truyền che pháp pháp luân công. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Vâng thưa quý vị, Nga bắt đầu rút quân khỏi khu vực gần biên giới Ukraine. Theo TPO, động thái này diễn ra trong bối cảnh phương Tây đang tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra xung đột biên giới Nga-Ukraine. Theo người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc quân khu phía Tây và phía Nam gần Ukraine đã hoàn thành nhiệm vụ đang lên xe, tàu hỏa và sẽ trở về căn cứ thường trực vào hôm nay. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu đơn vị sẽ trở về căn cứ như đây là thông báo đầu tiên của Nga về việc rút quân trong nhiều tuần. Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video ghi lại cảnh một số xe tăng và vũ khí hạng nặng khác của Nga được đưa lên tàu. Ngay sau khi thông tin rút quân được công bố, đồng rút của Nga được cho là đã tăng giá, cho thấy các nhà đầu tư hy vọng điều này sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng giữa Nga và phương Tây. Trước đó, trong cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày 14 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu báo cáo rằng nhiều cuộc tập trận quân sự quy mô lớn của Nga đang bước vào giai đoạn kết thúc. Theo Bộ trưởng, các cuộc tập trận của lục quân và hải quân được tổ chức trên khắp nước Nga trong thời gian qua đã giúp kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các quân khu, giúp trao dồi kỹ năng diễn tập chống lại kẻ thù tiềm tàng ở cả trên mặt đất dưới nước. Các cuộc tập trận quy mô lớn đang diễn ra ở quân khu phía Tây, ở hầu hết các hạng đội như biển Baren, biển Đen, biển Baltic và hạm đội Thái Bình Dương. Ông Sogu nói, lực lượng của hầu hết các quân khu bao gồm cả quân khu phía Đông, quân khu phía Trung tâm và hạm đội phương Bắc đều đang tham gia tập trận. Ông cho biết thêm rằng một số cuộc tập trận đã bước vào giai đoạn cuối cùng và một số cuộc tập trận khác dự kiến cũng sẽ sớm kết thúc trong những tháng gần đây. Các quan chức và báo giới phương Tây đã nhiều lần cáo buộc Nga đang lên kế hoạch tấn công ukraine viện dẫn việc Nga liên tục điều bộ động bộ binh tới biên giới và tổ chức hàng loạt các cuộc tập trận quy mô lớn ở nước này và bằng lê rút. Nga liên tục bác bỏ các cáo buộc khẳng định nước này không có kế hoạch tấn công Ukraine, đồng thời nói thêm rằng việc điều động binh sĩ bên trong lãnh thổ của Nga là việc riêng của Moscow. Một tin từ TPO, một chiến dịch quân sự quy mô lớn có vẻ không phù hợp với tính toán về tổn thất và lợi ích mà nga thường làm các chuyên gia nhận định trong năm qua khi nga tập hợp lực lượng và vũ khí gần biên giới ukraine các lãnh đạo phương tây liên tục cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công quy mô lớn makhzkova phủ nhận cáo buộc lên kế hoạch tấn công dù vẫn chưa rút lực lượng khỏi biên giới một số nhà quan sát diễn giải những tuyên bố này của nga là không đúng với sự thật thậm chí cáo buộc giới chức nga chuẩn bị cơ cớ để tấn công quốc gia láng giềng ukraine tuy nhiên theo một bài viết của chuyên gia đăng trên Residen. Nếu xem lại kỹ các hành động của Nga trong hai thập kỷ qua, có thể thấy Moscow không nhất thiết phải lừa dối cộng đồng quốc tế. Một cuộc chiến toàn diện ở Ukraine không thực sự phù hợp với cách điện Kremlin sử dụng quyền lực. Vâng xin mời quý vị các bạn đến với những nội dung tiếp theo. Hàng vạn thanh niên lên đường nhập ngũ, Sáng ngày 16 tháng 2, hàng vạn thanh niên ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước lên đường nhầm ngũ trong không khí tư vui phấn khởi tự hào. Trong sáng ngày 16 tháng 2, thành phố Lạng Sơn và 10 huyện trên địa bàn đã tổ chức lễ giao quân 2022 tại hội trường Ủy ban Nhân dân huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn, được Trang Hoàng chào đón 132 tân binh lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn tham dự tặng quà, tặng hoa, động viên các chiến sĩ trẻ nhầm ngũ. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, lễ giao nhận quân tại các huyện, thành phố được tổ chức trang trọng, nhanh gọn, đảm bảo 100% chỉ tiêu và thực hiện chặt chẽ các quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, công tác khám sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ được thực hiện tròn khâu, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng trong đó đã khám sức khỏe cho 4.476 công dân với chất lượng sức khỏe loại 123 chiếm gần 50% trên cơ sở đó tỉnh Lạng Sơn đã tuyển chọn và gọi 1.250 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 244 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân để không khí lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ trang trọng an toàn vui tươi lành mạnh công tác tổ chức chuẩn bị cơ sở vật chất xây dựng khánh tiết và thực hiện nghi thức được các cơ quan chuyên môn đơn vị quân sự phối hợp chuẩn bị đầy đủ chu đáo, chặt chẽ để thể hiện sự trang nghiêm, lòng trọng. Đợt dọc nhận quân lần này, các thanh niên trúng tuyển nhầm ngũ sẽ học tập, huấn luyện tại các đơn vị. Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, Lữ đoàn Công binh 575 Bộ Tham mưu, Lữ đoàn Pháo binh Sư đoàn Bộ Binh 3, Quân khu 1, Trương bắn Quốc gia khu vực 1, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 950 công dân Quảng Bình lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự ngày 16 tháng 2, tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ giao nhận quân 2022. Các địa phương đã tổ chức lễ tiễn chân 950 thanh niên nhập ngũ và các đơn vị trong toàn quân. Các đơn vị tiếp nhận quân năm 2022 gồm Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2, Lữ đoàn 134, Bộ Tư lệnh Thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Sư đoàn Bộ binh 324, Quân khu 4, Trung đoàn Bộ binh 996, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, với phương châm tuyển người nào chắc người đó, các đơn vị địa phương đã thực hiện tròn khâu từ việc thâm nhập, phúc tra, nguồn sẵn sàng nhập ngũ đến tổ chức sơ tuyển khám tuyển, chốt cơ số và phát lệnh gọi. Xin mời quý vị các bạn đến với những nội dung tiếp theo. Phát hành chính nhóm đối tượng tuyên truyền trái phép pháp lưu cực. Lợi dụng chiêu bài tập luyện khí công để chữa trị bách bệnh, một nhóm đối tượng đã vào các khu chợ để tuyên truyền phát tán tài liệu pháp lưu công để lôi kéo người tham gia Sáng ngày 15 tháng 2, Thượng tá Trần Bình Hưng, trưởng công an huyện Cư Mờ Gà tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Lê Thị Thanh Xuân sinh năm 1960, Lê Văn Phong sinh năm 1981, Nguyễn Văn Hải sinh năm 1976 cùng chú tại huyện Cờ Rông Năng và Trần Long Kiều sinh năm 1987 trú tại xã Tân Lập, huyện Cờ Rông Búc về hành vi phát tán trái phép các sản phẩm in không phải của nhà xuất bản phẩm đồng thời thu giữ một số tăng vật liên quan việc tuyên truyền trái phép phát lung cực. Vào hồi 00 giờ 30 ngày 15 tháng 2, Công an huyện Bình Giang phát hiện có khoảng 180 đối tượng gồm khách và các nhân viên của quán Car Club đang bay lắc, nằm ở trung tâm của thị trấn Bình Giang. Quán Car Club là địa điểm giải trí được khá nhiều người biết đến. Các club được đăng ký kinh doanh với chủ thể là hộ gia đình. Người đứng đầu tên là Trần Hữu Khang sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại thôn Kiến Thiết 2, xã Tràng Minh, huyện Kiến An, thành phố Hải Phòng. Trước thời điểm bị phát hiện tổ chức Bái lắc, chủ quán đăng ký kinh doanh quán bar. Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp thì chuyển sang đăng ký kinh doanh ngành nghề, dịch vụ giải trí, hoạt động khiêu vũ, dịch vụ ăn uống và nghe nhạc, kinh doanh rượu, bia, thuốc lá. Tuy nhiên, bản chất cơ sở này vẫn là hoạt động theo mô hình vũ trường gồm các dịch vụ cung cấp sàn nhảy sân khấu âm thanh ánh sáng có người dẫn chương trình người điều khiển nhạc ca sĩ biểu diễn và kinh doanh các loại nước giải khát đồ uống có cồn thuốc lá bóng cười si sa bánh kẹo các nhân viên phục vụ tại bàn qua công tác quản lý địa bàn công an huyện bình giang đã phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hoạt động của chủ quán cụ thể mặc dù trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch nhưng Thực tế từ Tết âm lịch đến nay, quán vẫn hoạt động thường xuyên, lượng khách ra vào đông và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, tuy kinh doanh dịch vụ giải trí nhưng quán bar rất kén khách. Những người muốn tham gia phải có quan hệ quen biết hoặc sự giới thiệu của những người quen thì mới được vào quán. Vâng thưa quý vị, giả danh trung tướng quân đội lừa đảo tiền tỷ. Giả danh trung tướng quân đội lừa xin giấy phép xây dựng rồi chiếm đặt tài sản đối tượng đã bị bắt giữ trong khi đang bị cơ quan công an ra quyết định truy nã. Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vào ngày 13 tháng 2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ Phạm Quốc hội sinh năm 1967 thường trú tại khu phố 1, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết là đối tượng đang bị Công an tỉnh Bình Thuận truy nã về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi hội đang lẩn trốn tại phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Xuất phát từ việc xin giấy phép xây dựng khách sạn tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa năm 2019, ông NTS thông qua giới thiệu gặp được Phạm Quốc hội, đối tượng này tự nhận là sĩ quan quân đội, cấp hàm trung tướng đang công tác tại Cảng Cam Danh, tỉnh Khánh Hòa và có quan hệ xã hội rộng. Xin gì được đấy? Ông S đã nhờ hội xin giấy phép và các thủ tục khác liên quan tới xây dựng khách sạn. Sau khi thỏa thuận, Phạm Quốc hội đồng ý giúp ông S xin giấy phép với tổng chi phí là 3,6 tỷ đồng. Ông NTS đã 3 lần giao tiền cho Phạm Quốc hội với tổng số tiền là trên 2,5 tỷ đồng, và làm hòa đồng ủy quyền cho đối tượng là đại diện trên các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin cấp giấy phép xây dựng. Khoảng 3 tháng sau, ông NTS đã nhiều lần gọi điện cho hội để hối thúc tiến độ xin phép giấy xây dựng nhưng không liên lạc được. Ông S liên lạc với Phạm Quốc hội thì tướng quân đội đã rời khỏi địa phương. Tìm hiểu, ông S mới biết hội không công tác trong quân đội như đã giới thiệu trước đó. Ông NTS đã gửi đơn tố giác đến công an tỉnh Bình Thuận. Thi thể trôi giạt ở gần sông Sài Gòn được cơ quan công an xác nhận là nam sinh viên mất tích ở bến xe miền Đông. Trưa ngày 15 tháng 2, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thi thể là Nguyễn Văn Nghĩa, tân sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật ở thành phố Thủ Đức. Vào thành phố Hồ Chí Minh nhập học, mất tích từ 3 hôm trước. Gần 12 giờ thi thể được đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra. Công an đã thu được ba lô, bóp có giấy tờ tùy thân của nạn nhân gần hiện trường. Thượng tá Hà cho biết, trước đó khoảng 6 giờ 30, người dân phát hiện thi thể giặt vào bờ đoạn đi qua phường 13 quận Bình Thạnh. Nam thanh niên mặc quần áo dài, áo khoác màu đen được người dân nhận diện giống nghĩa. Sau đó, hơn chục cảnh sát, đơn vị kỹ thuật hình sự phong tỏa khám nghiệm hiện trường. Chiều 4 hôm trước, nghĩa lên xe khách từ Bình Định vào Thành phố Hồ Chí Minh nhập học sau hơn nửa năm ở nhà học online. Nam thanh niên hẹn chị họ, tên là Hồ Thị Cẩm, nhung đón khi tới bến xe miền Đông. Xong từ sáng ngày 12 tháng 2 đến nay, gia đình không liên lạc được. Camera tại bến xe cho thấy Nghĩa được tài xế xe ôm ở gần bến xe chở bằng xe máy. Người này sau đó khai với cảnh sát đã đưa nam sinh viên tới trước cổng đại học Hù trên đường Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, cách đó hơn 2 km. Theo chị Nhung, khi vào thành phố Hồ Chí Minh, Nghĩa mang theo 1,4 triệu đồng một điện thoại, vali quần áo, sách vở. Đại diện Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nam sinh học ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, hệ chất lượng cao đạt học lực giỏi trong kỳ một với điểm trung bình là 8,6. Khi đậu vào trường, Nghĩa đăng ký ở ký túc xá, đã đóng 500.000 đồng để giữ chỗ. Tại bến xe đại học này bố trí đội hình tình nguyện trực tiếp. Tại bến xe, đại học này bố trí đội hình tình nguyện thường trực từ 4 giờ đến 21 giờ ngày hướng dẫn tân sinh viên nhập học. Tuy nhiên, khi tới bến xe, Nghĩa không đến bàn tư vấn đề nghị hỗ trợ. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo điều tra xử lý nghiêm các tập thể cá nhân vi phạm. Đó là một trong những nội dung được Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng báo cáo với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương ngày 15 tháng 2. Ngày 15 tháng 2 tại Hà Nội, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Về kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt một số công tác và triển khai một số nhiệm vụ năm 2022. Dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng cho biết từ sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Thường vụ Đảng, Ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng chính ủy, chính quy, quản lý kỷ luật, thực hiện công tác cán bộ, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ đúng quy định, quy trình, quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm minh đối với các tập thể cá nhân vi phạm pháp luật, nhà nước, kỷ luật quân đội, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kết luận của thường vụ quân ủy trung ương về tăng cường giáo dục chính trị quản lý tư tưởng bảo vệ chính trị nội bộ triển khai nghiêm túc nghị quyết chuyên đề về tăng cường lãnh đạo chấp hành kỷ luật pháp luật giữ vững kỷ cương trong bộ đội biên phòng tăng cường kiểm tra nắm bắt tình hình đánh giá đúng thực chất đội ngũ cán bộ làm cơ sở phục vụ công tác cho quy hoạch sử dụng đề bạt bổ nhiệm đảm bảo khách quan chính xác về phương hướng lãnh đạo nhiệm vụ năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Phòng xác định một số nội dung tập trung lãnh đạo chỉ đạo nổi bật là chủ động tham mưu đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chủ trương đối sách xử lý hiệu quả các tình huống trên biên giới, vùng biển, nhất là địa bàn trọng điểm, không để bị động bất ngờ, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức quản lý bảo vệ biên giới theo luật biên phòng Việt Nam và các văn kiện pháp lý đã ký kết. Tiếp tục duy trì bố trí hợp lý, linh hoạt các tổ chốt biên phòng, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng chống dịch COVID-19 an toàn hiệu quả, triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, bảo đảm tính chuyên nghiệp, chuyên sâu, giữ vững và phát huy vai trò chủ trì, duy trì an ninh trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới cửa khẩu, thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tổ chức tội phạm quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, tội phạm ma túy có vũ trang, giữ vững ổn định an ninh trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, vùng biển. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng, phát huy tốt vai trò đội ngũ cán bộ, đồn biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, xã, biên giới, cán bộ tăng cường xã, đảng viên tham gia sinh hoạt, tri bộ thôn, bản và phụ trách các bộ phận hộ gia đình ở khu vực biên giới. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của toàn lực lượng biên phòng trong thời gian qua. Đối với một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu ban thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng dứt khoát phải giải quyết hết những vụ việc vi phạm kỷ luật. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác cán bộ, đặc biệt ở những địa phương, địa bàn trọng điểm. Theo đại tướng Phan Văn Giang, các cấp ủy tổ chức Đảng của Bộ đội Biên phòng phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Cùng với kiểm tra và tự kiểm tra phải lấy lại hình ảnh Bộ đội Biên phòng bằng những việc làm hiệu quả thiết thực. Vũ trụ quanh ta, kênh tin tức mang đến cho quý vị khán giả những thông tin mới nhất, chính xác nhất, phù hợp nhất. <laughs> những sự kiện nổi bật của thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, trong nước và thế giới với góc nhìn đa chiều. Liên tục các bản tin tổng hợp với MC Tuấn Lê được công chiếu từ 20 giờ đến 21 giờ hàng ngày nếu thấy thích và là nguồn động viên lớn lao cho những người đọc báo hồ quý vị kính mong quý vị hãy đăng ký kênh cho một nút thích chia sẻ với cộng đồng và hãy góp ý thật nhiều để kênh ngày càng phát triển và phục vụ quý vị được tốt hơn